Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh. Thì mọi người vào xem clip của Kim Anh á, mọi người nhớ vào đăng ký kênh cũng như là ủng hộ kênh Kim Anh bằng cách là chia sẻ cho Kim Anh một lượt, để cho tất cả bạn bè của mình cũng như người thân của mình biết tới kênh của Kim Anh và ủng hộ Kim Anh nha. Thì trong những clip trước á, thì Kim Anh chia sẻ về cái vấn đề của tuổi Nhâm Tuất nó hơi nhiều. Thì hôm nay tiếp tục clip này thì Kim Anh sẽ chia sẻ về vấn đề của bạn nữ là tuổi Bính Thìn. Thì nói về tuổi Bính Thìn trong năm nay nó có cái vận hạn gì xui xấu, cũng như trong cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc, công việc, làm ăn nó có được thuận lợi hay không. Thì bắt đầu bước vào cái quẻ bài này á, thì Kim Anh cũng nói về cái tuổi Bính Thìn. Nói về cái tuổi Bính Thìn, đúng ra nam hay nữ gì cũng đứng vào cái mạng là mạng thổ. Mà nói về tuổi Bính Thìn này mà so với nữ á, nằm vào Bính Thìn á, thì cái số mạng nó hơi bị cực. Là thí dụ như mà trong cuộc sống có cuộc sống đại trang quý phái giàu có đi nữa thì số nó vẫn cực ha. Ví dụ có một hũ vàng cũng cố gắng làm lũi làm thêm hũ nữa chứ không có chịu ngồi không chơi. Riêng về cái bạn nữ này á, là Bính Thìn này mà tiến tới xây dựng hôn nhân hạnh phúc với cái tuổi Giáp Dần á, thì đúng ra cái tuổi Giáp Dần này á, mà trên công trong cuộc sống hôn nhân á, là người nam này nhờ vào cái lộc vợ, cho nên mà những bạn nào mà kết hôn với cái tuổi Giáp Dần á, thì cho thấy là cái gánh nặng của mình nó hơi bị nhiều, như có thể nói là nam của mình mà nữ của mình luôn mình gánh vác. Cho nên nói về cái số mệnh của cái bạn Bính Thìn này trong cuộc sống á, thì cho thấy bạn nặng gánh lắm. Có thể nói nam cũng bạn mà nữ cũng bạn, nhiều khi đi đây đi đó thì vô tư thoải mái như vậy, nhưng mà khi bạn về tới nhà rồi tâm trạng của bạn không có được thoải mái vô tư đó. Kế bên nữa thì nói về cái mạng thổ của bạn mà so với cái mạng thủy á, thì nó có cái sự tương khắc, nó không có được cái sự tương sanh. Dù vậy thì trong cuộc sống mình nếu như mà có sự nhường nhịn á, thì mình sẽ đem đến cho mình được cơ hội cũng như con đường hạnh phúc của mình nó toàn vẹn. Mà không có được cái sự nhường nhịn nhau thì dễ đổ vỡ và dẫn đến hai chiến ba chiến đòi tình. Mà hai vợ chồng cái tuổi Bính Thìn này lại sinh cái bé, sinh cái đứa con ra là tuổi Đinh Sửu. Thì nói về tuổi Đinh Sửu này mà so với cái tuổi Bính Thìn này thì nó lại khắc hoàn toàn, là nó vừa khắc về mạng và lẫn vừa khắc về tuổi luôn. Cho nên mà khi sinh đứa con này ra, có thể nói là công việc làm ăn của mình nó không có được thuận lợi, không có được suôn sẻ, cũng như là mình mất cái lộc là vì con. Cho nên trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đó, nó cũng có cái phần sóng gió trở ngại. Thì nói thì nói như vậy, nhưng mà nó cũng tùy vào cái phước phần của cái gia đạo của mình. Còn hiện tại mà để hai vợ chồng mình và con cái của mình nó được có cái sự hòa thuận êm ấm ở đây, thì nhắc bạn cần phải nuôi thêm kim. Mình nuôi thêm kim trong gia đạo của mình để mình lấy cái phần ngũ hành tương sanh trong gia đạo của mình, để gia đạo của mình nó có được cái sự thuận hòa êm ấm hơn thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn ha. Riêng bây giờ nói về trên con đường bổn mạng của bạn á, thì cho thấy đường bổn mạng của bạn đúng ra từ 9 năm qua trên con đường bổn mạng của bạn, ước mơ hy vọng gì hoàn toàn là cho thấy bị không có đạt được cái sự như ý, mà chỉ mang tai mang tiếng hoặc là tiếng tai thị phi đến với mình nó hơi nhiều. Thứ hai nữa, trên con đường bổn mạng của bạn á, thì đúng ra ông xã bạn người này là phải có địa vị trong xã hội, như là trong xã hội phải có chức phận, hay là ông này ông kia, hoặc là trong công việc làm ăn nó cũng có được một cái danh phận. Thì đó là nói về trên con đường bổn mạng của ông xã bạn. Nhưng mà ông xã bạn thì người này có bản tính là nóng nảy, tự ái cao, đồng thời là có bản tính là hơi ghen. Cho nên nhắc bạn trong cái vấn đề tiếp xúc xã giao, làm ăn ngoại giao của mình á, nhắc bạn cần phải cẩn thận đề phòng trong cái việc tiếp xúc xã giao ngoại giao, thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn, để mình bảo vệ con đường hạnh phúc của mình nó được đẹp hơn. Riêng về trên con đường bổn mạng của bạn hiện tại bây giờ cho thấy có một cặp vợ chồng này có ý gièm pha, nói ra nói vào đem đến cho mình cái lời thị phi tai tiếng. Thì cái lời thị phi tai tiếng này nó lọt đến tai của ông xã mình, hoặc là nói là thủ thị bên tai của ông xã mình á, có thể là nói như vậy. Thì làm cho ông xã mình nổi cái tính nóng lên, nổi cái tự ái lên, đồng thời là bộc phát cái bản tính ghen tuông của mình lên, và đâm đến là cái vấn đề là đòi ly thân ly hôn. Thì nói về trên cái vấn đề trên con đường bổn mạng của hai vợ chồng bạn á, thì chắc hai vợ chồng bạn nếu như mà có cặp vợ chồng nào nói ra nói vào đem đến cho mình cái lời thị phi, hoặc là đem đến cho nhau cái nỗi buồn trên con đường hạnh phúc, thì tốt nhất mình nên gạt bỏ, không nên tin tưởng mà đem đến cho mình cái sự hoang mang, đem đến cho mình nỗi buồn và nó tan vỡ con đường hạnh phúc của mình, thì không hay không tốt. Đó là nói về vấn đề trên con đường bổn mạng của hai vợ chồng bạn cũng như trên con đường hạnh phúc.
Còn riêng về trên con đường công danh sự nghiệp đúng duyên á, thì trên con đường công danh sự nghiệp của bạn ở đây á, có thể nói từ 9 năm tới 11 năm qua trên con đường công danh sự nghiệp của bạn là hoàn toàn đem đến cho bạn cái sự thất vọng, không đem đến cho bạn được cơ hội thành công tốt đẹp. Thì báo cho bạn rõ, trên con đường sự nghiệp của bạn đúng ra trong 3 năm qua tới 7 năm qua, bạn có hứa hẹn gì về cái phần tâm linh, một cái vấn đề gì mà bạn không thực hiện được. Thì nhắc bạn mặt này bạn cần cố gắng thực hiện để cho con đường sự nghiệp của mình nó được tốt hơn. Thứ hai nữa là cửu quyền theo gia hộ cho bạn. Thì hỏi bạn trong cái vấn đề tâm linh, bạn hứa hẹn thờ phụng với vong linh một người nữ, hoặc là nói về trong cái vấn đề cửu quyền của bạn mà bạn hứa hẹn thất hứa một cái vấn đề gì, thì nhắc bạn cần cố gắng thực hiện đi để cho con đường sự nghiệp của mình nó được rạng rỡ sáng suốt. Đồng thời nhắc bạn trong cái tháng 3 này, nếu như trên con đường làm ăn đường đi nước bước của bạn, bạn có ý định đi đâu xa làm ăn cầu tài cầu lộc hay một vấn đề gì, thì nhắc bạn tốt nhất nên trừ tránh cái tháng 3 ra. Thì cái tháng 3 này có thể nói đem đến cho bạn cái sự hao tài thất lộc không hay không tốt trên con đường tài lộc của bạn. Cho nên có ý định mở mang làm ăn một vấn đề gì mà chọn cái tháng 3 thì tốt nhất nhắc bạn không nên. Riêng nữa trên con đường bổn mạng của bạn ở đây thì cho thấy có vong linh của một cặp vợ chồng theo mình trên con đường bổn mạng rất là nhiều. Thì cái này có thể nói là người thân của mình, có thể nói là cặp vợ chồng này thì cho thấy là lớn tuổi, thì theo mình trên con đường bổn mạng của mình, cho nên nhắc bạn ở đâu làm gì cố gắng hương khói cầu nguyện thêm về cái phần cửu quyền của mình, để cửu quyền có giống kiểu là cửu quyền theo gia hộ cho mình, xoay chuyển cho mình được tốt trên con đường sự nghiệp của bạn cũng như trên con đường bổn mạng của bạn. Riêng nói về trong năm nay á, mà nói về trên vấn đề công danh sự nghiệp của bạn ở đây á, thì nhắc bạn dù cơ hội có, tiền tài có đem đến cho bạn được cơ hội sự đền bù tốt, mà sự đền bù có đến được với bạn hay không á, thì có thể nói là bắt đầu là trong cái tháng 7, từ tháng 7 về tới tháng 11 là bạn sẽ có cơ hội có được cái sự đền bù và đạt được hai chữ hạnh thông. Nhưng mà trên con đường công danh sự nghiệp của bạn cũng nhắc cho bạn rõ luôn, năm nay dù cơ hội có, tiền tài có đi nữa thì nhắc bạn cứ từ từ thủng thẳng nhặt hoa rơi, không vội vàng nóng nảy một cái vấn đề gì trên con đường sự nghiệp hết. Chứ đường sự nghiệp hiện tại bây giờ cho thấy tâm trạng của bạn là bạn cô đơn lắm, nước mắt nhiều. Cho nên nói về trên con đường sự nghiệp của bạn, nhiều khi nói không phải cho mình gánh vác, mình bươn chải nhiều. Nam cũng mình mà nữ cũng mình đó, cho nên buồn buồn thì bạn hay khóc một mình lắm. Đó là nói về trong cái quẻ bài của bạn, báo cho bạn rõ là như vậy ha. Dù vậy thì nhắc bạn cũng phải cẩn thận tiền tài vật chất của mình trong tháng 3. Đó là nhắc bạn một lần nữa. Còn riêng về cái cảnh gia đạo của bạn ở đây, đúng ra cảnh gia đạo của bạn rất là đẹp. Có thể nói mặt tiền, mặt hậu, mặt trung, ba mặt đều có duyên hết. Ơn trên rất là hoan hỷ luôn. Mẹ ơn trên gia hộ cho mình trên con đường gia đạo rất là tốt. Cho nên nếu như bạn chưa thờ mẹ ơn trên thì cố gắng hương khói thờ mẹ ơn trên được thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn. Cảnh gia đạo thì đẹp nhưng mà người trong gia đạo thì tâm trạng buồn nhiều hơn là vui. Cho nên nói về trên con đường gia đạo, mọi niềm tin, ước mơ, hy vọng gì trên con đường gia đạo của bạn thì nhắc bạn cần phải giữ vững ý chí, có cái sự kiên định cũng như là mình có cái biện pháp, cũng như mình có cái ý chí vững vàng trên con đường gia đạo của mình á, thì nó sẽ hay, sẽ tốt. Thứ hai nữa, đúng ra trên con đường gia đạo của bạn ở đây là bạn sẽ có cơ hội là có tài, có lộc như là của người thân mình để lại cho mình, của hồi môn có chẳng hạn, và mình sẽ có cơ hội có được cái quyền thừa kế, cũng như là trên con đường gia đạo của bạn đúng duyên tương lai của bạn, bạn sẽ có hai ngôi gia chứ không phải là không có nhà. Cho nên hai ngôi gia có thể là nó là hai cái nhà đó, trong tương lai của bạn sẽ có được hai ngôi nhà. Cho nên nói về trên con đường công danh sự nghiệp của bạn cũng như trên con đường hôn nhân hạnh phúc của bạn là báo cho bạn rõ những gì mà bạn mong chờ, niềm tin hy vọng gì trên bản thân của mình, trên con đường gia đạo của mình á, thì nhắc bạn cần phải giữ vững lập trường, có ý chí kiên định, đừng có nản chí một cái vấn đề gì hết ha. Rồi thì mình sẽ có được cơ hội đến với mình thì nó hơi chậm một chút. Tuy vậy thì trên con đường gia đạo của bạn ở đây nhắc bạn thứ hai, không nên chứa chấp phụ nữ trong gia đạo. Chứ nói về trên con đường gia đạo của bạn á, thì hiện tại bây giờ mà nếu như mình chứa chấp phụ nữ thì sẽ ảnh hưởng tới vấn đề hạnh phúc của mình. Cho nên nếu như trong trong đường gia đạo mà có một người bạn nữ nào tới chơi ở nhờ ở đậu, hoặc là người làm người giúp việc gì đó mà đến ở nhờ trong nhà mình thì tốt nhất không nên chứa. Là báo cho bạn rõ như vậy để con đường gia đạo của mình nó được vui vẻ, hạnh thông, tốt đẹp. Thứ hai nữa, để cho gia đạo của mình có được cái sự êm ấm thuận hòa thì ở đây bạn cần quan tâm tới cửu quyền, lo lắng hương khói cho cửu quyền, cũng như là cần phải nuôi thêm kim trong gia đạo của mình để mình lấy cái sự tương sanh ngũ hành hỗ trợ cho mình trên con đường gia đạo của mình nó được tốt hơn.
Đó là cái vé bài bạn báo cho bạn rõ. Còn nói về đứa con mà tuổi Đinh Sửu này của bạn, con gái, nhưng mà bản tính của nó thì nó hoàn toàn giống con trai. Thứ hai nữa thì nói về bé này, tương lai của nó là nó phải có mạng lãnh đạo trong xã hội, như là ăn học tới nơi tới chốn thì bé phải có thể nói là ăn trên ngồi trước, chỉ tay năm ngón rất là tốt. Đồng thời trên con đường bổn mạng của bé thì nhắc bạn, khuyên bé là trong cái tháng 3 này, nếu như có một người nam nào có ý mà rủ bé đi xa làm ăn cầu tài cầu lộc hay là đi chơi đi du lịch gì đó thì tốt nhất trong tháng 3 này nên cẩn thận đề phòng, hoặc từ chối được thì nó sẽ hay sẽ tốt hơn. Đó là báo cho bạn rõ ha. Đó là nói về trên con đường con cái. Thì con cái sau này hữu duyên của bạn có sinh nhiều sinh ít gì thì hậu vận bạn vẫn sẽ nhờ được 3 đứa tới 4 đứa. Đó là cái duyên của bạn trên con đường con cái của bạn. Đây là cái vẻ bài của bạn nữ sinh năm 76 Bính Thìn và bạn và ông xã là sinh năm 74. Thì mọi người vào xem á thì mọi người cũng hiểu được trong cái vẻ bài của mỗi người nó sẽ có những cái vấn đề uẩn khúc khác nhau. Cho nên những ai vào xem mà có nhu cầu tìm hiểu riêng về cái bản thân của mình trong cái năm nay thì mọi người cứ vào trong Zalo kết bạn với Kim Anh ha. Thì cái phần Zalo thì Kim Anh sẽ để dưới cái phần tiêu đề, mọi người vào, mọi người nhắc vào trong cái Zalo kết bạn, gửi thông tin vào ngày tháng năm sinh của mình, chồng mình, cặp vợ mình, con gái, con trai và cái nội dung của mình cần thắc mắc vào trong Zalo thì Kim Anh sẽ giải đáp cho tất cả mọi người mình nha. Rồi, clip hôm nay thì Kim Anh xin tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại tất cả mọi người mình trong những clip sau nha.